đẹp nhất Hà Nội luôn. Mình không có gì sợ. Mình có nhiều cơ hội được học bổng cũng như là đi trao đổi bên nước ngoài. Theo mình tìm hiểu thì chất lượng cao có rất là nhiều ưu điểm vượt trội. Thực ra là trước khi mà đăng ký các cái nguyện vọng để thi đại học thì mình luôn hướng tới các cái chương trình chất lượng cao của các trường, và English là một trong những lựa chọn đó. Mình đăng ký chương trình đào tạo chất lượng cao bởi vì khi tìm hiểu tất cả các ngành đào tạo trong trường thì mình thấy là chương trình đào tạo chất lượng cao ngoài có thể học về biên phiên dịch Việt Trung, Trung Việt thì mình còn có thể học về biên phiên dịch Anh Trung hoặc là Trung Anh, thì sẽ cơ hội làm việc mai sau của mình sẽ phát triển hơn. Bởi vì mới, lạ và hấp dẫn. Mình đến với chất lượng cao vì cái duyên. Và hơn thế nữa thì cái ngành học định hướng của mình là biên phiên dịch. Được học với cả người bản địa, trải nghiệm rất là nhiều. Trường thì có rất là view đẹp để chụp ảnh, sống ảo. Trải nghiệm văn hóa, ví dụ như trà đạo, wow, cảo, vẽ thư pháp. Chắc là môi trường học rất là năng động và có nhiều cơ hội cho sinh viên được trải nghiệm. Chuẩn đầu ra cao. Mình không có gì sợ. Mình không có gì sợ khi học ở trong English cả. Sợ nhất là sợ là bạch môn và không đăng ký được môn học. Và thứ hai là một từ đó, hoàn hảo. Về các thầy cô thì là sự nhiệt tình ấy, rất ưu việt và lấy người học làm trung tâm, ngầu chị và chất lượng. Kỹ năng thành công học tập bậc đại học, môn tiếng Đức, môn tiếng Hàn, tiếng Trung ta phương tiện. Có lẽ đó chính là môn tư duy sáng tạo của khởi nghiệp. Chắc là môn kỹ năng học tập thành công bậc đại học. Cô Cảnh Linh, vì sao? Vì yêu đâu cần lý do. Mình ấn tượng tất nhiên là với thầy trưởng khoa của mình nhất rồi. Và thầy trưởng khoa nhìn rất là nghiêm khắc, nhưng mà thực ra thì rất là thực hiện. Ấn tượng với thầy chủ nhiệm nhất là thầy chủ nhiệm đầu tiên trong cái thời đi học của mình, thầy Trần Tùng Ngọc. Ấn tượng nhất là với cô Huyền phó khoa, người cô thứ hai mà mình rất yêu mến đấy chính là cô Thu Trang ở phòng đào tạo. Dĩ nhiên là cô Giang Nam Bích Ngọc chính là cô chủ nhiệm đầu tiên khi mà lên đại học của chúng mình. Cô rất là dễ thương này, gần gũi, và những khi mà cô cả kiện sinh viên thì rất là chất. Thật ra thì thầy cô là một cô ấn tượng, nhưng mà ấn tượng nhất là với cô chị Hồng Linh, bởi vì cô có một phong cách giảng dạy rất là dễ chịu, tạo được cảm giác gần gũi với sinh viên. Bonjour. Đi xem phim ở trung tâm pháp ngữ. Chương trình Hello của khoa mình. Hello. Chương trình giao lưu văn hóa năm mới các nước. Ngày hội văn hóa tiếng Nhật. Konnichiwa. Chương trình Hàn này vừa là những hoạt động ngoại khóa, như là năm nhất mình có được tham gia được tham quan đến nhà máy của ASICO. Wow. Và các doanh nghiệp lớn. Mình được biết là ULIS có rất nhiều học bổng dành cho sinh viên chất lượng cao, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Ấn tượng nhất của mình chắc là học bổng Unisai, học bổng Unisai, Unistar, Unichampion, và các quỹ học bổng như quỹ học bổng Ước Mơ Xanh hay là quỹ học bổng từ tập đoàn Vingroup. Thật ra thì trường mình nhiều. Mình sẽ cố gắng và chắc chắn là các năm tới sẽ được đi. Mình vào năm ngoái thì đã được đi trải nghiệm văn hóa tại đất nước Đài Loan xinh đẹp, và ở đây thì bọn mình được thưởng thức rất nhiều đồ ăn ngon này và cũng gặp rất nhiều bạn Đài Loan đẹp trai.
Chưa, tuy nhiên thì cái ngành học của mình có rất nhiều cơ hội để được trao đổi và được đi nước ngoài, và mình sẽ cố gắng tận dụng những cơ hội đấy. Mặc dù ở ULIS học rất là nặng nhưng mà mình cũng có thời gian dành cho các câu lạc bộ, đoàn hội. Mình tham gia một câu lạc bộ tình nguyện và hai câu lạc bộ học thuật nữa. Ngoài học ra thì mình còn tham gia đoàn thanh niên và sinh viên của khoa, cũng như là trở thành một đại sứ ULIS 2 năm liền. Oh my god! Phải nói rằng là các hoạt động ở ULIS vô cùng là thực tế và mang tính trải nghiệm rất cao, và từ đó thì mình không chỉ tích lũy được những kinh nghiệm, kỹ năng mềm, những kỹ năng sống, mà đó còn là cái thời gian mà mình có thể giải trí sau thời gian học tập căng thẳng. Mình là một thành viên của ban truyền thông đoàn hội khoa sư phạm tiếng Anh, và từ khi vào ban truyền thông thì mình được mở mang rất nhiều thứ, ví dụ như là những cái kiến thức về truyền thông này, hay là những cái cách viết bài, chạy deadline. Mình cảm thấy rất hài lòng với chất lượng hiện tại mà trường đem tới. Mình cảm thấy rất là xứng đáng với số tiền này. Thật là đáng đồng tiền bạc ạ. Không hối hận. Dĩ nhiên là không, bởi vì chỉ hối hận thì đã không có Thái Sơn đứng đây ở ngày hôm nay. Nếu các bạn muốn tìm một môi trường năng động, nhiệt huyết, có các thầy cô vui tính, xinh đẹp thì hãy chọn ULIS. Hãy cố làm theo con tim của mình mách bảo, làm theo những gì mà các em ấy muốn, và mình nghĩ là ULIS sẽ không làm các em ấy thất vọng. Các em đừng hoang ngại và đắn đo khi mà lựa chọn ULIS cũng như là lựa chọn chất lượng cao thông tư 23. Bởi vì là mai sau khi ra trường thì các em sẽ thấy là những gì các em đầu tư bây giờ sẽ rất xứng đáng. Các bạn ơi, hãy đừng chần chừ gì nữa mà hãy nhanh tay đăng ký một nguyện vọng vào chương trình đào tạo chất lượng cao thông tư 23 của Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội nhé. Nếu mà các em đang tìm kiếm một môi trường học vừa năng động, sáng tạo, lại có nhiều cơ hội cho sinh viên được đi du học này, được gặp gỡ người nước ngoài, và đặc biệt là có một khuôn viên cực kỳ đẹp nhất Hà Nội luôn, thì hãy đến với Đại học Ngoại ngữ, và đặc biệt là ngành chất lượng cao.